của em sẽ như một đóa hồng. Việt Nam này còn dài, còn nhiều điều chưa biết tới. Cứ sống chơi em ơi, khám phá hết những sự đời. Lấy chồng sớm làm chi, lấy chồng sớm làm gì, lấy chồng sớm làm chi và lấy chồng sớm làm gì. Nếu xui xui em gặp chồng của em người không tốt, rồi làm gái một con để mẹ cha em đau lòng. Lấy chồng sớm khổ lắm em ơi, vì không ở đâu sướng bằng nhà mẹ. Không còn được tha phán tô son, cùng bạn bè tung tăng chảnh chẹ. Em cũng không còn được tự do, làm những gì mà mình thấy muốn. Không còn là một cô công chúa mà lúc nào mẹ em cũng chiều chuộng. Lấy chồng mà thức sớm dậy trễ nè, rửa chén xong rồi đi giặt đồ nè. Tối em còn bị trả bài, hỏi như vậy em có vui không nè. Lỡ không may gặp mẹ chồng khó, em làm gì cũng không vừa lòng. Lấy chồng sớm như là địa ngục, tự nhiên cỏ có thêm cái công. Khi bạn bè đang đi du lịch, còn em ở nhà thì đang quét sàn. Tuổi thanh xuân người ta trẻ và đẹp, con nhìn lại hai miếng mắt em nhăn. Ở ngoài đường cứ một con không thiếu, sao không nhìn vào để rút kinh nghiệm. Tình chỉ đẹp khi nồng nắm tay, và nó hết đẹp khi nằm chung cái niệm. Và rồi em sẽ làm sao khi mà hôn nhân của em đang vỡ? Người ta muốn yêu gái đồng trinh, chứ ai yêu em từng bị gian dở. Vậy cho nên đừng lấy chồng vội, 25 chưa phải đã già. Chậm một chút mà cho nó chắc, còn thanh xuân thẻ cứ la cà. Em ơi em đừng nên mà lấy chồng, thanh xuân của em dường như một đóa hồng. Việt Nam này còn dài, còn nhiều điều chưa biết tới. Cứ dòng chơi em ơi, khám phá hết những sự đời. Lấy chồng sớm làm chi, lấy chồng sớm làm gì, lấy chồng sớm làm chi và lấy chồng sớm làm gì. Nếu xui xui em gặp chồng của em người không tốt, rồi làm gái một con để mẹ cha em đau lòng. Lấy chồng khổ lắm em ơi, sao không ai giúp mẹ để đi kiếm tiền. Chồng con từ từ tính tới, lo gia đình trước cho tròn đạo con. Lấy chồng sớm làm chi, lấy chồng sớm làm gì, lấy chồng sớm làm chi và lấy chồng sớm làm gì. Nếu xui xui em gặp chồng của em người không tốt, rồi làm gái một con để mẹ cha em đau lòng. Em ơi em đừng nên mà lấy chồng, thanh xuân của em dường như một đóa hồng. Việt Nam này còn dài, còn nhiều điều chưa biết tới. Cứ dòng chơi em ơi, khám phá hết những sự đời. Lấy chồng sớm làm chi, lấy chồng sớm làm gì, lấy chồng sớm làm chi và lấy chồng sớm làm gì. Nếu xui xui em gặp chồng của em người không tốt, rồi làm gái một con để mẹ cha em đau lòng. Nếu xui xui em gặp chồng của em người không tốt, rồi làm gái một con để mẹ cha em đau lòng. Hey.